Trời ơi, này phải nằm lâu mới được. Đó, nắng là đắp đây đó. Phải. Cái cảm giác anh xuống đây sao anh còn? Em. Đã lắm hả? Lại mới có bạn nè. À, là cái người nằm kế bên phải không? Nè nè nè. Anh cọ nói bạn là bên đây là người mới mắc mới chung ở đây xong rồi. Giải không? Không. Bông qua đèn cày đồ có sẵn luôn. Không sợ mưa. Ý trời ơi. Rất nhiệt tình đi làm bông. Anh à, những anh em ở Tây Ninh, chị Tây Ninh hết nắng nằm hết đã hả? À, tập trung ra đây xem anh coi. Bông đã ha. Bông đã. Không, bây giờ ông nằm dưới vậy, cái bây giờ tôi lấy cuốc tôi lắp bài không? Ông lấy ống khỏi thôi. Thì có ống ông thở thôi. Cuốc gì nãy ông đeo kiếng hả? Ừ. Chạy xe cuốc mà đeo kiếng nữa. Ông không có ông nào đeo kiếng hết, giờ tôi lắp nè. Giờ xuống nguyệt á là anh lắp được luôn. Chừa lại cái đầu, chừa lại cái mũi thở thôi. Không, chừa cái ống thôi, chừa cái ống luôn. Sao không? Không ổn anh ơi. Nói chung cái giờ á, là anh nằm là anh thả dài gào xuống chân anh thôi được rồi, chứ không cần mà clip khắp người anh. Thôi, giờ chết rồi, ngay, chết rồi, chẳng nổi đâu. Chẳng nằm điên chết thiệt à. Ở mấy một gào là cỡ bao nhiêu ký không? Nhẹ nhẹ thả, nhẹ nhẹ thôi. Gào có một tắc, cái tắc nó phải... 100 ký. 170 ký. 170 ký mà nó đâu có chịu khoảng người tôi hết, nó tù quá vậy. Mà nhiều gào chứ đâu, một gào thì bình thường, một gào thì bình thường. Bây giờ không muốn nổi thì nằm dưới, quay cũng nổi nữa. Bây giờ anh cò lên đây đã đụng đối thủ rồi, chạy cô bé để cào cát, móc đất cát ở dưới đây cô chú chị. Thì giờ anh thách anh cò. Nãy giờ anh cò tại không, tại đầu tiên anh cò anh tìm cái nguyệt. Nãy giờ anh tìm nguyệt anh nằm. Là anh đồng ý cho anh cò xuống cái nguyệt đó nằm. Cho nằm. Cho nằm. À, muốn đắp đất đắp luôn. Không. Nhưng mà cho nằm bên kia. Chúng ta bên đây bên nữ, không có nằm ở đây được. Nữ. À. Nam có nữ đàng hoàng. Qua bên nam bên nằm. À, là bên đây bên nữ hả? Ừ, bên đây nữ. Vậy là bên đây nằm được nha, qua anh nam nằm nha, nằm đây là bên đây đó. Nữ là cái khoái mà, nữ là tình mà. Ảnh à, ảnh hồi nãy anh có nói á, anh biết không? Là anh kiếm cùng mà nữ để đè ổng. Mà trong đây là nam nữ riêng biệt không nào? Ma nào mà đè không? Cái cảm giác anh lấy mà dị nhân này anh thấy sao? Nó kinh dị không? Wow. Đó, nắng quá trời. Ổng nói gì nhân tào lao kìa. Người ta bên nữ mà ông lồi nằm ông tào lao đi chứ, qua bên nam nằm. Người ta muốn kiếm ma nữ ra tình. Còn qua nam đâu có ra tình được. Qua nam là chỉ đa bàn tay thôi là phá tài sản. Dạ, giờ chịu nằm đây giống như nằm ở hả? Ừ. À, Phú xin chào quý cô chú chị và các bạn. Hiện tại Phú cũng đang ở Nghĩa Trang. Cái này là Cực Lạc Thái Bình. Và có cái ông anh á là làm á bên cô be múc đất đây nè, ảnh thách anh cò là đi ra cái quyệt ngầm và anh cò đã chấp nhận. Thì bây giờ mình sẽ đi ra xem anh cò như thế nào. À, đi anh Quang. Nè nè, cho em gắn cái mít đi. Giờ đúng 12 giờ trưa luôn rồi đó. Bây giờ anh cò đúng giờ âm luôn đúng không anh? Bây giờ cái giờ âm mà anh cò ảnh đi xuống quyệt ảnh nằm là hồi nãy anh ăn bữa cơm mà nó ăn bữa cơm cuối cùng rồi chứ, để cho anh lựa đi. Nè, nằm ở chỗ này có bông, có đèn cây rồi là chôn rồi, mình có quay chia sẻ cho cô chú chị xem. Trời, nằm kế mới nãy cho vui. Nằm kế luôn. Nằm kế cái người mới nằm. Anh cò ở dưới em thấy có cái cây trúc á anh cò. Có đó ta. Nằm đây cho vui, nằm kế. Nè. Có bông hoa chén dĩa rồi luôn nè. Anh cặp nách đó luôn, anh cặp nách luôn đi. Anh cặp nách luôn đi. Có chiếu không? Đồ chiếu nữa. Nè, đây combo của anh cò là thiếu là không được đâu. Cái nhà mộ nãy
Rồi, thoải mái không? Ngon lành luôn kìa. Lần đầu tiên cô chú anh chị, cái người sống mà chui xuống cái quyệt của người mất nằm. Mình cũng không, không thể nào. Đá nằm chơi vậy. Trời ơi. Bé bông lị xuống. Bông xuống. Bông đã tập trung rồi đây quá trời. Ủa còn nói được. Rồi. Hai anh này tới sống anh gì lên dị nhân luôn. Tới sống gì? Thoải mái không? Thoải mái không? Chắc nằm phải lâu được. Trời ơi, này phải nằm lâu được. Đó, nắng là đã về đó. Phải. Cái cảm giác anh xuống đây sao anh còn? Đã lắm hả? Mới có bạn nè. À, là cái người nằm kế bên không? Đây nè. Anh cò nói bạn là bên đây nè, người mới mất mới chung ở đây xong rồi. Giải không? Không. Bông qua đèn cày đồ có sẵn luôn. Gương mặt của anh cò đang rất là hưởng thụ cái cảm giác mà nằm đúng nằm hửi đất. Hiện tại bây giờ là gần 12 giờ rồi, 11 giờ 48 rồi. Vậy cái nắng chảy già. Dạ, nắng bóng nó mới phan vô chứ. Ừ. Này mà nằm chắc 9 giờ không có nắng được. Ừ, đúng rồi. Cũng, bây giờ cũng không biết từ ngữ nào để diễn tả nổi luôn cái cảnh này của chú anh chị ơi. Ôi là trời. Bây giờ là nằm bất động luôn rồi đó. Giờ là nghe thấy ngủ luôn rồi. Giống mà cái này mà ha, nằm ở trên cái giường ha. À, qua đồ rắc lên là chuẩn bị mà đem liệm á. Nãy chuối nữa. Nãy chuối để giữa. Thì ngay chỗ này là một lọt nè, những cái nguyệt mộ mà ta mới vừa đào xong nè. À, anh cò thì anh lựa cái này. Ý của anh cò là nằm kế một người bạn mới vừa mất chôn ở đây. Nằm đây. Bó tay luôn. Ngủ luôn anh cò. Ông nói ông chú này vui lắm, ông cứ dỗ tôi đi theo. Trời, xuống dưới ngủ đi theo. Nãy giờ nằm cảm nhận sao anh cò? Anh tiếp cận được cái người kế bên chưa? Vui lắm hả? U là trời. Thật sự mình ngồi để chịu hết nổi. Trời, nắng quá nắng. Một lớp nó nắng mà một lớp mình sợ đó anh. Cũng không nổi luôn. Không thể nào mà tưởng tượng nổi cái cảnh này. Đây hầm lắm chứ bộ nóng dữ hơn chợ này ba chảo này đẹp nè, thấy không? Đi tìm qua đẹp. Hả? Anh này thì cứ đem qua lại rắc cho anh cò. Có người tặng qua cho anh cò kìa. Sẵn rồi, bây giờ nó ra ngoài. Đẹp không nè. Thấy bên kia kìa bển nhiều quá. Lại gì lấy mấy khăn trắng á hả? Lấy bông này nè. Đẹp không đó? Coi chừng sạc cái anh Phúc. Không anh ạ, không. Đây có cái miếng giang. Cột lại trong mấy gáo đất đi. Phúc chạy máy lại đi anh. Chạy máy lại. Chạy máy lại clip luôn hả? Rồi có cần bỏ 3 nắm cát xuống không? Cử gom cuối cùng của anh cò. Ăn cơm xong rồi đó, giờ đây. Giờ anh cò đi xuống địa ngục. Thanh thản cho anh. Cảm thấy thanh thản cho anh ơi. Thì như anh cò cũng đã nói thì mục đích của anh cò lên Tây Ninh hôm nay thì để cảm nhận được những cái khu nguyệt mộ ở Cực Lạc Thái Bình này, để mà thưởng thức cái nắng cũng như là nằm ở dưới cái những cái nguyệt mộ thế này nè, để cảm nhận được những cái linh khí ở đây. Mọi người cũng nhìn thấy hiện tại bây giờ là 12 giờ trưa rồi. Nó gớt cái cây này xuống là anh đi thiệt. Nằm một cái nắng gai gắt. Gửi qua nhiệt tình. Trời trời, nắng chết. Anh là anh để cái cây trắng trắng đó đó xuống ngay góc ngay đầu không á?
đó, cây trên đó, cây trên cái dĩa đó. Cây trúc quá hả? Hai cây đó đốt để hai bên. Thôi đốt gì đó còn sống mà đốt. Giờ nãy giờ là anh tiếp cận được cái bạn kế bên của anh chưa? Bạn vừa mất vừa chôn xong á. Tại người ta nằm có cát lắp lại mát lắm. Không lắp tôi lắp cho. Có xe cuốc rồi múc cho anh vài gào. Bây giờ mồ hôi em thấy là nó đang tuôn trên người anh quá trời luôn. Mình còn tuôn nữa chứ ổng ngồi trên đây chịu không nổi. Bây giờ ông xuống được rồi, chút xíu nữa ông lên thì ở đây anh em cứ đẩy ông xuống ngược lại, không cho lên nữa. Nay tội nguyện rồi ha. Ý nguyện của anh cọ thì lên Tây Ninh để phơi nắng. Nhưng mà ảnh gian một cái chuyến xe tan đưa lên đây. Rồi vô lên đây giờ cái thích ở luôn không chịu về. Bây giờ anh là trong cũng như trong ban nghĩa trang đúng không? Anh có chỗ nào anh sắp xếp với như cái chòi nào đó cho anh ở đây luôn được không? Nói chòi quá trời. À, là chỗ nào ở cũng được hết. Mà ổng ở ngoài nắng mà làm chòi chi? Cũng tối anh. Cô cũng che mưa, ổng sợ mưa. Ý trời ơi. Rất nhiệt tình đi làm băng. Anh này thì cứ tải bông lại liên tục cho anh coi. Tạo hiệu ứng. Mình đứng đây chịu không nổi mà anh nằm chứ hay ha. Nãy giờ là anh xuống đây chắc cũng phải tầm gần 10 phút rồi ta. Vừa phơi nắng mà ở dưới nó giống như một cái lò xông hơi vậy, xung quanh nó đúng rất là hầm luôn, dữ lắm luôn. Nó mới đã. Giờ anh ngủ luôn hay gì anh còn? Nó đóng anh phơi quá. Đây đóng là em đóng không nè. Cô chú anh chị xem nè. Bây giờ không còn cái từ ngữ nào mà đi diễn tỏ tả anh cò nổi nữa hết. Những anh em ở Tây Ninh, chị Tây Ninh. Hết nắng nằm hết đã hả? Tập trung vào đây xem anh coi. Bông đã ha. Có hai chai nước dưới kìa anh rồi. Lấy lên luôn. Kìa trước mặt anh thấy bông đẹp không? Trời thầy. Ủa nước ở đâu hả? Trời ơi, nước người ta cúng ở dưới hả? Cúng có nhầm nhòi gì đâu. Nước người ta cúng dưới lấy uống luôn kìa. Cúng mộ đây nè. Mộ ở đây nè. Đây nè. Có gì đâu. Lên nè. Rồi chúng về xong mình về xong mình tắm được. Trời. Quanh năm có tắm đâu. Anh đứng đây, đứng đây coi, giao lưu chút coi. Giao lưu gì? Nãy giờ không thấy ha. Nghe nè. Đây ở đâu hả? Đang ngoài đây. Đã không? Đã chưa? Đã chưa? Quá trời quá đất. Cái mồ hôi ở sao nó ướt cái nó chảy ra cát ra thành sình bùng ở sao đó. Ừ. Chứ làm sao? Để chứ nó nằm mà. Bởi nó biết từ khổ, mấy ông này là cũng từ khổ lắm. Trời giờ dịu mát chê leo lên hết nằm nữa nè. Nằm vậy mới biết. Em tạm tới thằng em đi về coi. Và đồng hồ chụp hình. Ở đây chỗ sáng. Quá trời rồi. Ai đồ mà. Chút phải giọng em ha. Này có nay anh gọi có fan nào coi chú gì giọng cái nó được á, phải giọng cái phải giọng nha. Không giọng thiệt kìa chứ không phải là giọng cái đó. Rồi giọng giọng thiệt cái kìa, giọng thiệt cái kìa, giọng thiệt. Ông thấm không đâu, ông chụp chưa? Rồi rồi chụp rồi, giờ giọng đi. Rồi ông chụp khỏe không thấm đâu. Quá trời nắng rồi mọi người. Là đang là đứng nắng luôn á, đang là giữa trưa mà ảnh như là không có chuyện gì nha. Quá trời quá đất. Thì mình xin dừng cái video này tại đây nha quý cô chú anh chị và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau nha. Chờ phải phơi hồi nữa hả? Bây giờ anh xuống dưới nằm chưa đã nha, còn ngồi đây phơi nữa hả? Chứ coi em mà chịu không nổi rồi đó. Chảy mỡ ra. Giống như mỡ mà bỏ vô chảo thắng ra. Rồi cái gạch này mà nằm đây chịu không nổi. Nóng dữ lắm luôn. Gạch nó nóng. Gạch đó nó phàn lên nóng dữ lắm. Nằm như vậy này là tại luôn. Ở đây cũng nằm được, nó không bằng thẳng. Không bằng thẳng. Nằm dưới nằm dưới đây.
đây là thầy luôn nè. Trời ơi, năm nữa hả? Ừ. Trời ơi, nóng lắm, mới đã, nóng lắm. Trời ơi, nằm dưới ngoài xong rồi giờ nằm trên đây tiếp. Mà cái cảm giác nắng Tây Ninh là nó hơn trên mình, dưới mình nhiều không anh Gò? Cỡ 3-4 độ. Hơn 3-4 độ hả? Nó đang băng vô nè. Nhưng mà quay lên trời coi. Trời thì là... giờ, mặt trời thì giờ đang đứng bóng, đứng nắng. Các bạn thấy cái bóng của mình nè. Đó, trời đang gọi thẳng. Mình mẩy của ảnh, mình sẽ quay cận các bạn xem. Mẩy ướt hết rồi. Y như tắm luôn á. Mà vẫn chưa chịu vô. Nói là nằm ở dưới xong chưa đã, bây giờ có nắng rồi nằm tiếp, nằm ở trên cái dập như thế này. Thôi vô mát anh rồi, chịu hết nổi anh rồi. Mấy ông vô trước đi. À, ông vô thì mình vô. Rồi thôi thì chắc mình xin dừng video nha các bạn. Bây giờ thôi mình vẫn quay xem thử anh nằm được như thế nào. Chứ giờ anh em mình chịu hết nổi. Bây giờ mình đi vô đi, vô trong đi. Chứ giờ nắng quá. Đó các bạn, đây thì không phải là mấy anh em mình kêu anh Cò nằm, mà là anh Cò thích nằm. Anh Cò thích phơi và anh Cò thích xuống nguyệt. Đó, giờ đúng 12 giờ mà anh nằm như một cái xác khô. Đó, nằm gì nè. Đó, không mặc áo gì hết. Ở trần bạn có quần sờ đỏng và nằm giữa cái nóng của 12 giờ trưa. Mà ở cái nắng Tây Ninh này giờ này thì thời tiết nó không chịu nổi luôn, nó khắc nghiệt. Mình vô trong cái hiên mà còn chịu không nổi nữa. Anh nằm kìa. Quá trời. Cô ơi, thấy anh nằm vậy nào giờ có thấy ai nằm giữa trưa gì chưa cô? Con chào cô. Không thấy ai nằm vậy đó. Hồi đó giờ có ai mà đi vô trong cái nghĩa trang này nằm cho con? Cho con cho con gắn cái mít hả chứ không vậy đó. Không thấy. Tôi mới vô đây chứ tôi không có. Dạ. Đâu. Vậy cái cảm nghĩ mà cô thấy một người mà giữa trưa nắng mà nó nằm vậy, cô thấy sao? Chuyện bình thường. Chuyện bình thường. Nằm vậy khỏi bệnh chứ gì? Hơi nắng vậy khỏi bệnh. Mà hồi đó giờ cô không thấy ai nằm luôn mà cô biết nằm giữa bệnh luôn hả? Nhiều khi người ta có cái việc gì riêng của người ta, à. Có cái công thức gì riêng của người ta để người ta áp dụng trong cái dạ. Bản thân của người ta. Dạ. Nhưng mà nhưng mà cô có thấy có bất ngờ không? Không, bình thường. À. Nhưng mà cô có từng biết anh này không? Không biết. Không biết luôn đó hả? Dạ. Nhưng mà chuyện đó chuyện bình thường. Dạ. Thì cô nói gặp anh Gò nằm ở đây mà cô nói bình thường, nhưng mà đó giờ cô cũng không gặp ai luôn. Nhưng mà cô có nói một câu như vậy là nó người ta có một cái việc riêng của người ta. Như ý thức riêng thôi đúng không cô? Dạ. Ý thức riêng của người ta. Dạ. Thì giờ cô vô đây là cô lụm dây chai hả? Mốt dây chai thôi. Sao mà trời mát cô không lụm mà sao nắng quá trời cô lụm? Rảnh khi nào đi về lấy. Dạ. Thì thôi con cũng cảm ơn cô ha. Ừ. Dạ. Thì giờ anh Cò vẫn còn nằm ngoài rồi cô chú anh chị. Mình kêu đi vô trong thì giờ không chịu vô. Thôi clip chia sẻ về anh Cò muốn đi xuống địa ngục để thử xem biết ở dưới coi như thế nào. Tới đây cũng kết thúc. Phú xin gửi lời chào tạm biệt quý cô chú anh chị. Hẹn quý cô chú anh chị vào clip sau.